Hello và xin chào các bạn đã đến với Gấu To và mình là Gấu đây. Các bạn ăn Noel như thế nào? Có vui không? Và có đặc biệt hay không? Hãy comment thì Gấu biết nha. Và hôm nay là ngày 31 tháng 12, 31 tháng 12 phải không? Yeah. Là ngày cuối năm rồi. Và đây cũng là một clip được quay vào ngày 31 tháng 12 năm 2018. Và cũng là clip cuối cùng kết thúc năm 2018. Hôm nay Gấu nhận được một lời mời dùng bữa tại một nhà hàng. Đó chính là nhà hàng Red Pub La Via. Ok, và đây chính là nhà hàng Red Cat Lavia. Khi mà nhìn lần đầu thì các bạn sẽ cảm thấy đây là một ngôi nhà thôi, kiểu Pháp cổ. Nhưng mà thật ra bên trong ngôi nhà này đã được trang trí theo phong cách của những nhà hàng, của những quán ăn thuộc cái vùng địa Trung Hải á. Khi các bạn bước vô á, thì cái đầu tiên các bạn sẽ thấy á, đó chính là cái không gian á, được thiết kế giống như là những cái quán ăn hoặc là những cái tiệm ăn nhỏ ven biển, cái vùng biển Trung Hải mà chúng ta hay coi phim á, kiểu như là những cái vùng biển ở Tây Ban Nha, những vùng biển ở Ý, những vùng biển ở Pháp. Và cái điều đặc biệt thứ hai của nhà hàng Red Cat Lavia đó chính là món ăn ở đây cũng cực kỳ đặc biệt luôn, rất là đặc biệt. Nhà hàng ở đây chuyên phục vụ những món địa Trung Hải. Cái điều mà làm Gấu rất là thích thú á, anh chủ ở đây á mang những cái món địa Trung Hải và những món đó phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ vô quán để khám phá coi trong quán này được bày trí và trang trí như thế nào. Đi thôi. Các bạn có thấy trên đầu Gấu không? Trên đầu Gấu đó là một con vật thuộc khổng lồ. Thì ở cái vùng địa Trung Hải á, khi mà người ta đi đánh bắt á, thì các bạn có thấy trên phim đó thì thường có những cái câu chuyện về những con vật thuộc, những con quái vật khổng lồ nó kéo một cái thuyền lớn. Thật sự là ở những cái vùng biển phía Trung Hải á, những vùng biển sâu á, thì có những con vật thuộc như thế này. Đây là một kiểu trang trí và bày biện của nhà hàng á, thì theo cái phong cách địa Trung Hải thấy trên cái quầy bar. Đây, điều mà Gấu thích nhất ở đây chính là cái phần bếp á. Chúng ta nhìn được vào trong cái phần bếp luôn. Thì cái phần bếp ở Red Cat Lavia nó cực kỳ sạch, cũng cực kỳ xịn luôn. Và những cái ô tròn như này thì nó trang trí giống như là những cái ô cửa sổ trên những cái bom tàu á. Bây giờ Gấu sẽ không nói nhiều nữa và chúng ta sẽ ra bàn ngồi ăn luôn. Ăn thôi. Ok. Và các bạn thấy không gian khi mà dạo quanh một vòng nhà hàng thì như thế nào? Nó có đặc biệt hay không? Đối với Gấu, khi lần đầu mà được bước chân vào nhà hàng thì cái cảm giác đầu tiên của mình là giống như là trong phim vậy. Các bạn coi những cái phim mà của Pháp, của Tây Ban Nha, mà coi những cái vùng biển của người ta, các bạn thấy ở trong các nhà hàng của họ thì sẽ có bày biện y hệt tại nhà hàng Red Cat Lavia luôn. Sẽ gồm một cái xô. Còn cái xô này á, làm gì thì tí nữa Gấu sẽ bật mí các bạn và hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái xô này trong nhà hàng. Bàn gỗ, ghế gỗ không quá sang trọng nhưng nó lại mang cái nét cho nhà hàng Red Cat Lavia. Tuyệt vời. Đặc biệt thứ hai nữa là mọi chi tiết trong nhà hàng Red Cat Lavia đều được anh chủ ở đây sắp xếp và tính toán một cách rất rất là tỉ mỉ. Và từ cái không gian đón khách ở cái bàn tiệc ở ngoài cho đến những cái bàn tiệc chính, không gian trên, không gian dưới, một cái quầy bar. Rồi bây giờ đây chính là cái menu của nhà hàng Red Cat Lavia. Cái menu này nhìn sơ qua thì các bạn không nghĩ là cái menu đâu, chỉ trừ các bạn thấy cái dòng chữ menu rồi Red Cat, các bạn mới biết đây là cái menu thôi. Thì cái điều mà làm Gấu thích thú nhất ở cái menu này là giống như là chúng ta đang đi du lịch vậy á, các bạn biết không? Chúng ta lật cứ mỗi trang, mỗi món ăn, từng loại món ăn là những cái đặc trưng của từng quốc gia ở cái vùng địa Trung Hải. Đó, là cứ lật qua là một nước khác, lật qua là một nước khác, lật qua là một nước khác, là như là đi du lịch. Gấu sẽ gọi những món mà bản thân Gấu cảm thấy là nó sẽ phù hợp về giá tiền, bởi vì đây là nhà hàng, nhưng giá ở đây cực kỳ hợp lý. Ăn thôi. Ok, và đây là tất cả các món mà Gấu đã kêu. Thì có một cái món tôm hùm gì đó, nhưng mà Gấu đã bỏ sang bên kia tại vì cái bàn nó nhỏ quá, mà cái đĩa của cái đó nó to đùng. Mà tí nữa Gấu sẽ cho các bạn xem. Thì đây là những cái món nhỏ mà Gấu đã kêu, thì bao gồm là một dĩa bánh mì, mực chiên giòn, bạch tuộc nướng,
và một dĩa hải sản chiên giòn gồm nhiều thứ luôn, một tô mì spaghetti hải sản và một cái gọi là couscous. Thì couscous là gì? Tí nữa có cô sẽ giới thiệu với bạn luôn. Tại sao đến một nhà hàng sang trọng mà chúng ta lại kêu một dĩa bánh mì? Thì đây chính là món bánh mì truyền thống của vùng địa Trung Hải. Thì ở bất cứ quốc gia mà thuộc vùng địa Trung Hải á, thì đều có món này. Thì nó sẽ được ăn kèm với một loại nước sốt, đó là nước sốt ô liu là thảo mộc, và một nước sốt là kem bơ tỏi. Bánh mì nó sẽ giúp chúng ta kiểu như là làm mới lại cái lưỡi á, giúp chúng ta có thể ăn cái món kế tiếp một cách ngon miệng và đúng cái vị hơn. Bây giờ chúng ta sẽ ăn thôi. Ok, và đầu tiên thì Gấu có kêu mực chiên giòn. Đây là mực chiên giòn. Thì trong menu á, món mực chiên giòn này được gọi là calamari. Thì món mực chiên giòn này là một món ăn truyền thống của người Ý, nhưng mà từ rất lâu rồi nó đã nằm trong nền văn hóa của người Tây Ban Nha, người Hy Lạp và người Thổ Nhĩ Kỳ. Thì nó cũng trở thành một cái món ăn giống như là một món ăn snack vậy. Bây giờ thì Gấu sẽ ăn thử. Ok, bây giờ Gấu sẽ ăn thử miếng mực đầu tiên. Cái mực chiên giòn này đó, thì nó là mực chiên giòn mà nên cái cảm giác ăn vô đầu tiên của chúng ta đó chính là cái vị giòn. Nhưng mà khi chúng ta ăn không nó, ăn không một phần thế này, thì chúng ta chỉ cảm nhận được đó là một cái lớp bột giòn có một ít muối trên đó. Nhưng mà khi chúng ta lấy miếng mực này nè, chấm vào cái kem bơ tỏi á, đó, hương vị rất là đậm đà luôn, rất là thơm. Và đặc biệt vị hải sản trộn với vị kem bơ tỏi nó tạo ra một cái mùi rất là khác hoàn toàn so với các bạn mà ăn một cái miếng mực bình thường bắt đầu hứng thú với những cái món ăn đến từ cái vùng đất xa xôi đó. Rồi chúng ta sẽ ăn tiếp. Mấy bạn phục vụ ở đây nói khi mà chúng ta ăn một món gì đó mà chúng ta muốn làm sạch lại lưỡi thì chúng ta hãy ăn thêm miếng bánh mì này vào. Ngon. Và món kế tiếp đó chính là món bạch tuộc nướng. Bạch tuộc nướng. Thì món bạch tuộc nướng này ở đây có gì đặc biệt? Thì món bạch tuộc nướng này á, khi mà nướng xong thì cái người đầu bếp á, họ sẽ rắc thêm một ít bột ớt lên. Bột ớt này, đặc biệt nữa là bột ớt này đã được xông khói rồi. Và cái bột ớt này có tên là Pimenton de la Vera. Và khi chúng ta ăn cái miếng bạch tuộc này vô á, ta sẽ cảm thấy được là con bạch tuộc rất là tươi bởi vì nó còn giòn và còn rất là dai. Sau đó là mùi bột ớt được xông khói lên rất là thơm, thơm rất là nhẹ nhàng. Những món này nãy Gấu ăn thế này, mực và tuộc, thì cái vị nó cảm giác như là nó hơi nhạt một chút so với cái khẩu vị của người Việt Nam của mình. Và đây chính là món hải sản chiên giòn thập cẩm. Thì đây là một món truyền thống của người Ý, nhưng mà nó cũng có xuất hiện ở các nước nằm ở phía nam châu Âu. Thì trong cái tô này á, thì nó sẽ bao gồm có là cá mòi, cá cơm, có tôm nè, và rất là nhiều loại hải sản khác, có mực nữa. Nói chung là một đống thứ hải sản xong họ chiên giòn lên, thì cũng giống như là cái con mực chiên giòn lúc nãy đó, nhưng mà đây là nhiều thứ được chiên giòn lên và chấm cái kem bơ tỏi. Giờ thử lên. Mà nãy giờ mình ăn mực rồi, bây giờ mình sẽ ăn cá này. Cá này, cá gì đây? Ngon quá. Mực nữa. Vị thì nó cũng giống như là cái vị của con mực phân lúc nãy. Đây là cà rốt đó. Ok, và bây giờ Gấu sẽ ăn đến hai món chính ngày hôm nay. Thì còn một món chính nữa, đó chính là món tôm hùm, nhưng mà tại nó to quá nên sẽ để ở ngoài rồi. Thì đây là món spaghetti mì Ý á, nhưng mà mì Ý ở đây nó đen thui à. Đây gọi là mì Ý hải sản, và cái màu đen này á, đó chính là mực của con mực làm ra cái nước sốt màu mực, tận dụng hết mọi thứ trong con mực luôn. Gấu sẽ ăn thử rồi. Gấu chưa ăn cái món mì lần nào hết trơn á. Ê, giờ mình sẽ lấy cái dĩa nè, nó đang thui à. Ê, đẹp đen nè, đã quá. Có tôm nè, có mực nè, có vẹn nè, có cả sò huyết nữa nè. Mấy sò huyết đây là con nghêu. Bây giờ Gấu sẽ ăn thử rồi. Con tôm này mình không cần lột vỏ tại vì
đầu bếp nó lục vỏ sẵn cho mình rồi, bây giờ mình chỉ cần ăn cái phần giữa thôi. Bây giờ Gấu sẽ chỉ các bạn sử dụng cái lọ này. Cái chậu này thực ra là dùng để như thế này đây, ăn cái con này đó. Này đúng không? Không ai nghĩ là người ta sẽ dùng cái chậu đẹp như vậy để đựng những cái vỏ, những cái đồ gọi là không ăn nữa. Nhưng mà nhìn thấy rất là xịn đúng không? Rất là xịn luôn. Ok, vào món mì Ý. Quay lại tới món mì Ý, chúng ta quên đi cái hương vị mà spaghetti mà sốt bò, cà chua hơi chua chua ở Việt Nam đi, cái kiểu mà trong mấy cái nhà hàng gà rán rồi đó thì có. Thì đây là một món mì Ý sốt hải sản với cái nước sốt làm từ mực của con mực. Khi các bạn ăn những cái miếng mì đầu tiên, các bạn chưa ăn đồ ăn, các bạn ăn những miếng mì đầu tiên thì cái vị hải sản trong mì á nó rất là thơm. Nó thơm chứ không phải nó hăng nha. Và kèm thêm đó là chính là cái vị ngọt tự nhiên và thanh nhẹ của cái nước sốt mực à, cái nước sốt mà làm bằng cái mực của con mực á, rất là ngon. Và cái mùi vị này thì Gấu nói đó không diễn tả được. Các bạn phải một lần thử đến Red Cup và các bạn ăn thử món này mì Ý hải sản, các bạn mới biết được nó như thế nào. Ngon lắm. Nhưng mà ăn này bị cái là các bạn sẽ bị đen đắt, tại cái mực này nó dính rất là dữ. Thế và món kế tiếp mà Gấu muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là món couscous, là món này đây. Cái couscous này nó là một dạng cơm, nó giống như cơm tấm của mình đó. Và cái hạt gạo của nó to hơn mình và nó được sốt cái hải sản lên đây. Và cái nước sốt này nó chính là súp hải sản, và súp hải sản này nó là súp cá hầm và một cái gọi là bột semolina. Cái món couscous này là một cái món truyền thống của người Ý và người Pháp, ở một cái vùng nào thì Gấu cũng quên tên rồi, nhưng mà nó là cái món truyền thống của người Ý và người Pháp. Thì đây là một món mà Gấu thực sự muốn giới thiệu các bạn bởi vì nó rất là ngon. Gấu ăn món này rồi à, nó rất là ngon. Thì chúng ta sẽ trộn lên, nó giống như cơm gang của mình nhưng mà nó lại là theo kiểu khi mà cái cơm này á nó được làm chín rang lên thì họ sẽ sốt cái nước sốt mà cá hầm cùng với cái bột semolina lên và họ cho hải sản lên, nhìn rất là ngon, thấy không? Ngon lắm, ăn cực kỳ phê. Cái phần này cũng khoảng 3 người ăn đấy. Nói đây là một cái nước sốt cá hầm nhưng mà cái mùi tanh của cá và giống như là cái vị nồng của hải sản á nó rất là ít và cũng dường như là nó không có luôn. Nó chỉ có được là cái mùi thơm của hải sản và cái vị ngọt của cái nước hầm. Trong cơm á nó có những cái trái gì á mà Gấu nghĩ đây là trái nho. Các bạn nghe thấy ồn ào không? Thì bây giờ là tầm khoảng 10 giờ, các mọi người trong nhà hàng đang bắt đầu party, ti đang bắt đầu mở tiền tất niên của năm, họ đang quẩy ở trong đó. Còn Gấu này đang ngồi đây và review cho các bạn. Nhẹ nhàng, mọi thứ đều nhẹ nhàng. Nhưng vị cái mà Gấu không thích ở những món này á thì tại vì bản thân Gấu là Việt Nam nên Gấu thích cái mọi thứ nó đậm đà hơn. Cái loại cơm này á. Yeah, bắt tiếp. Gấu không thích cái loại cơm này ở Việt Nam là nó hơi nhạt. Còn lại mọi thứ thì rất là ok. Nhưng mà cái nhạt này á là cái đặc thù món ăn ở vùng Duyên Hải. Rồi ok chưa, quên. Ok và đây là món chính cuối cùng của mình. À, ok và đây là ravioli. Nhưng tâm hồn nói vậy thì rất là sai, nó không có được đúng. Để thật sự là Gấu nói vậy kiểu như là cho các bạn thấy được, nó là một cái miếng bánh rồi nó có nhân tâm hồn như miếng bánh đó. Thật sự nguyên cái món này nó gọi là ravioli là nó đã có tâm hồn cho nó rồi, người ta không phải nói thêm nhân tâm hồn của người quốc chế thôi. Mà tại vì muốn diễn đạt được cho các bạn hiểu rõ hơn về món này thì đây là một dạng mì Ý xưa nhất, đúng không? Dạng mì Ý xưa nhất là nó là một cái miếng bánh như vậy. Thì nó cũng là một dạng pasta nhưng mà nó có nhân là nhân tôm hùm. Món này là món đắt nhất từ nãy giờ mà có ăn luôn đó. Nó có nhân tôm hùm. Mình sẽ ăn thử coi món này nó sẽ ra sao. Cảm giác của mình thì nó giống như là cái bánh xếp á, hoặc là hoành thánh. Nó có một cái lớp bánh mềm ở ngoài và có nhân bên trong giống bánh xếp hoành thánh. Thì mình sẽ ăn thử coi. Ngon à. Món này á thì nó giống như là cái hoành thánh hoặc là bánh xếp của Việt Nam gì đó, nhưng mà có điều là nó được đậm khô và nó được chan cái nước sốt pasta lên. Và cái nước sốt pasta các bạn hay thấy ở trong mì Ý nè, ở trong mì ống, hoặc là cái mà chấm chấm á.
giống như cái snack mà chấm chấm á đó. Đó, nước sốt pasta là cái đó. Ngon. Được cái thịt tôm hùm bên trong á cực kỳ ngon mà đã được. Ăn vô một cái là nguyên cục tôm hùm nó vô miệng liền. Nó phát hiện là chúng ta phải ăn từ từ mới ngon. Ăn cả trái vô mình thấy á, nó kiểu nó bị ngấy. Ok, và nãy giờ Gấu đã ăn toàn bộ những món mặn mà Gấu đã kêu rồi. Thì Gấu nghĩ đây là những món mà khi các bạn bước vào Red Hat á thì các bạn có thể kêu những món này, bởi vì như là mực nướng, bạch tuộc nướng, mực chiên thì thằng nào cũng ăn hết rồi. Một dạng bánh xếp tôm hùm, cái hải sản chiên giòn thập cẩm và cút cút Mỹ spaghetti hải sản. Và Gấu kêu thêm một cái đây là tiramisu. Thì tiramisu có nghĩa là nhiều bạn cũng đã biết về tiramisu rồi, nhưng tiramisu này do chính tay một đầu bếp người Ý. Okay, where are you from? From Italy. Italy, it's okay. 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 Chưa bao giờ mình ăn một cái phần tiramisu mà nó ngon khủng khiếp vậy luôn. Mình không có cái lời nào diễn tả được. Thật sự là xuất sắc cho một cái tiramisu này. Khi bạn ăn vô thì cái lớp kem bên trên này, đầu tiên lớp kem bên trên có phủ một lớp bột sô-cô-la. Kem béo nhẹ, ngọt nhẹ, ăn vô không bị ngán, không bị béo. Kiểu như các tiramisu các bạn ăn ở ngoài khi mà ăn vô các bạn sẽ bị ngọt gắt đúng không? Không, tiramisu này ăn vô một cái mọi thứ đều nhẹ nhàng, nó nhẹ nhàng và nó tinh tế, giống như cách mà người Pháp họ xây dựng đất nước, họ xây dựng con người của họ, và đẹp như là người Venezuela, đẹp như người Ý, đẹp như người Tây Ban Nha. Thật sự là ngọt ngào như những mối tình ở địa Trung Hải, và nó ngọt ngào như những nụ hôn của Pháp vậy đó. Thật sự luôn á, mình phải nói là nó ngọt ngào như cái lần đầu tiên mà các bạn hôn người yêu của các bạn mà thấy cái đôi môi nhẹ nhàng. Quá ngon. Và khi chúng ta sắn xuống á thì đó chính là một cái lớp bông lan được phủ đầy cà phê sô-cô-la đó, như là cà phê. Cái lớp bông lan mềm, không bị cứng và đặc biệt hơi lạnh. Phần phủ bên trên không hề lạnh nha, nhưng mà khi xuống dưới nó lạnh. Và các bạn ăn vô á, cái mùi cà phê nó tuôn ra, tạo cảm giác hòa quyện với lại cái lớp kem bên trên. Thôi, thật sự là chưa bao giờ mình ăn một cái tiramisu mà ngon vậy luôn. Và mình đã ăn thử toàn bộ các món mà mình nghĩ là khi các bạn đến nhà hàng Red Cup thì các bạn sẽ kêu. Thì ở đây mình recommend các bạn khi đến đây các bạn hãy kêu một phần cút cút, một dĩa spaghetti hải sản và một phần tiramisu này. Thì những phần ăn ở đây á, khi các bạn đến đây thì mọi người chỉ phải bỏ ra khoảng từ 200 đến 300 ngàn cho 4 đến 5 người ăn. Thật sự nó không mắc đâu các bạn. Gấu nghĩ để nếm được một hương vị mới, để thưởng thức được những món ăn lạ và chính gốc, và những cái hải sản ở đây rất là tươi nha. Họ không vận chuyển từ đất nước của họ về đây, họ lấy nguồn hải sản trực tiếp của Việt Nam, của Việt Nam luôn. Họ ủng hộ hàng Việt Nam và họ làm nên những cái món này á bằng chính hải sản của Việt Nam, nhưng họ luôn giữ được cái mùi vị của vùng biển Địa Trung Hải, nhưng họ luôn giữ được cái hương vị của vùng biển Địa Trung Hải với những hải sản chế biến bằng hải sản Việt Nam này. Thật là tuyệt vời luôn. Và những món ăn ở đây, hương vị á, mùi hải sản của từng món ăn á, nó rất là riêng biệt và nó rất là nhẹ nhàng. Ngọt ngào thì những món cơm, những món mực hay là món spaghetti này, cái vị ngọt đó rất là dịu dàng luôn. Tất cả món ăn ở đây trừ món mì Ý thì nó đều hơi nhẹ. Ok, và clip cũng đã hết rồi, và rất cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu thấy clip hay hãy like, share và subscribe. Đừng quên nhấn chuông cho Gấu To để nhận được thông báo mới từ clip của Gấu. Clip này quay vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 và cũng là clip quay cuối cùng của năm 2018. Và Gấu chúc các bạn một năm mới thật trọn vẹn, nhiều niềm vui và luôn bình an, đầy may mắn. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại những clip sau và những clip của năm 2019. Mong các bạn ủng hộ Gấu để có những clip mới, những chủ đề mới và cũng như những chương trình mới hấp dẫn và đã hơn, xịn hơn nữa. Bye bye.